Biết tin gì chưa? Bé đã có thêm sản phẩm nồi nấu chậm mới. Mới hơn, xịn hơn, nấu ăn ngon hơn. Bé xin giới thiệu nồi nấu chậm Bé 1,5 lít. Những thông tin về máy như mã sản phẩm, điện áp, tần số, công suất hay dung tích đều được ghi lên vỏ hộp. Hàng Bé chính hãng sẽ có tem phụ tiếng Việt như này. Toàn bộ sản phẩm đều được nhập chính hãng nên sẽ có bảo hành 18 tháng, một đổi một trong 30 ngày siêu uy tín. Để kích hoạt bảo hành vô cùng đơn giản, chỉ cần quét mã QR này bằng camera hay Zalo đều được nha. Sản phẩm này bao gồm giấy hướng dẫn sử dụng, một nắp thố sứ, một thố sứ, và một thân nồi tích hợp bảng điều khiển. Sản phẩm đã đi kèm theo giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, dễ dàng cho mọi người sử dụng. Với giắc cắm hai cháu phù hợp cho mọi gia đình Việt Nam. Và đó là toàn bộ sản phẩm nồi nấu chậm 1,5 lít mới của nhà Bé. Chúng mình hẹn bạn tiếp sau nha!